Thuốc nuôi gà Ân Minh Điền xin kính chào anh em. Số điện thoại mình là 036 238 5669. Nhà mình ở gần chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cái anh em nào gần chạy lại nhà làm mình lấy thuốc cho mau lẹ đỡ tốn tiền ship nha anh em. Và các anh em ở tỉnh xa thì mình sẽ ship theo đường bưu điện. Các anh em sẽ nhận được hàng trong vòng 2 đến 3 ngày tùy theo khu vực anh em ở nha. Rồi các anh em về xem kênh nếu mà quan tâm đến các loại thuốc nuôi gà, các cách sử dụng thuốc và kết hợp thuốc như thế nào để mà nuôi đạt được kết quả như ý muốn, thì các anh em bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới của mình chia sẻ trong từng clip cho anh em. Một số loại thuốc chắc có thể anh em nhiều khi anh em chưa biết cái công dụng nó luôn, hoặc là chưa biết kết hợp nó với cái loại thuốc nào để mà cho một kết quả khác. Không phải một loại thuốc vậy nó một có riêng một công dụng khác, mà khi kết hợp nó với một loại thuốc khác nó sẽ cho ra một công dụng khác nữa. Đó, rồi các anh em nhớ bấm nút đăng ký kênh nha để cập nhật những cái clip mới của mình. Nhiều khi một cái loại thuốc mình sẽ làm 3-4 clip để mới hết công dụng của nó. Nhiều khi trong cái clip nào đó các anh em không xem mà nó cái công dụng đó các anh em đang cần, nhiều khi anh em bỏ qua. Thì trong quá trình nuôi gà thì cái bước đầu tiên trong quá trình để bắt đầu mà nuôi một con gà hay á, cho nó hay á, thì các anh em phải chọn cái bổn ban của nó trước. Không có loại thuốc nào mà giúp cho những con gà mà dở thành hay tuyệt đối được. Nó chỉ giúp những con gà dở, nó chỉ hay lên chút xíu. Rồi là nó giúp con gà mình, những cái loại thuốc này là giúp nuôi mau tới pin và đạt bo tốt nhất. Còn cái hay nữa là do cái bổn ban của nó, tốc độ hay là căn chặn. Hay là nó nói chung nó có mấy cái mình nói không được, nên các anh em vậy anh em hiểu nha. Nó sẽ giúp những con gà hay nó càng hay hơn. Và những cái loại thuốc này nó giúp cho những anh em không có thời gian nuôi, mình bổ sung các vitamin này trong quá trình như hàng ngày mình cho nó ăn mồi, ăn mồi, ăn gao, hoặc là bổ sung những cái loại cám hay là thức ăn gì đó. Nhiều khi các anh em không biết. Có một số anh em nuôi gà chuyên nghiệp thì bỏ qua cho mình này nha. Các anh em nuôi chuyên nghiệp thì các loại thức ăn, đồ cám hay là những cái loại mồi thì các anh em đã có gọi là có một cái thực đơn cho con gà rồi. Đó là người ta nuôi chuyên nghiệp. Còn các anh em chưa biết nuôi á thì đâu biết cái bổ sung cái cám nào, cái thức ăn nào trong khoảng thời gian nào đâu. Nhiều khi các anh em đưa vô nhưng mà không có đúng khoảng thời gian thì nó cũng không mang lại kết quả tốt. Đó thì mình nói cho những anh em nào mà mới chơi, mới nuôi một trẻ con rồi chơi, rồi cho anh em nuôi, nhiều khi nuôi nhiều chứ nuôi theo truyền thống thôi chứ không có biết mà cái mồi đó mình vô vậy là đủ hay không, hay là thiếu hay không nữa. Những loại thuốc này thì người ta sản xuất dành riêng cho con gà nên người ta đã đưa ra cái hàm lượng ở trong thuốc nó sẽ đi đôi với cái trọng lượng của con gà. Và trong quá trình con gà mình khoảng được bao nhiêu tháng, và mình nuôi cái thuốc này trong sổng thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu là mình sẽ ngưng, chứ không có dùng hoài được. Đó, thì mình nói nôm na cho anh em hiểu. Một số anh em mà không có thời gian nuôi á, không biết cách mà cung cấp vitamin sao cho con gà mình nó ăn uống nó mạnh lên, rồi mua nuôi sao cho nó mau lên ký. Thì vậy, đủ thứ loại thuốc, từ thuốc viên, thuốc nhỏ, thuốc chích. Giúp tăng cường thể lực nè, rồi giúp kích cho nó ăn nè, rồi thuốc kích da lông nè, rồi thuốc giúp tăng năng lượng, chỉ lõn lẻn, những con gà lõn lẻn rồi nó đủ thứ chuyện hết. Rồi khi chơi thể thao thì mình cần thêm một loại thuốc, vài loại thuốc nhỏ hay là vài loại thuốc viên trong cái ngày mình đi đó, mình ôm nó đi anh em. Rồi khi đi về thì các anh em cần cái gì sử dụng để cái gì để mà trị tan cực kỳ, nói chung là cái hiệu quả nó mang lại tốt nhất mà giá cả nó rẻ nhất mà dễ kiếm nhất. Đó, thì thuốc thì chỉ là đơn giản vậy thôi, nó chỉ giúp cho anh em là không biết mình chữa trị bằng cách nào, hoặc là mình nuôi chứ uống cái gì cho nó mau, là nuôi cho nó mau. Thường giờ cái xu hướng của anh em là nuôi mau nhất có thể, đạt phong độ tốt nhất, pin bo tốt nhất vậy thôi. Thì nhiều khi nuôi truyền thống thì nhiều khi cả tháng trời con gà mới gọi là đủ pin, thì sau đó mình mới cần bo tốt, mình phải nuôi thêm nửa tháng nữa nó mới có bo tốt.
Còn giờ nuôi thuốc ở trong vòng 3 tuần là anh thấy có pin nè. Nuôi khoảng 3 4 ngày nữa là gọi bo tốt là gọi đem đi thôi. Trong vòng khoảng 20 khoảng 3 tuần, dữ lắm là 23 4 ngày là đủ. Gà mình nha anh em, còn anh em thì với lại nuôi thì cũng tùy theo như mình nói, thì các anh em nuôi chuyên nghiệp thì các anh em sẽ có một cái thực đơn và một cái lịch trình cho nó sẵn rồi, thì trong khoảng thời gian đó thì các anh em đi thôi. Còn anh em nào mà chưa biết á thì nuôi thì cũng lâu, nhiều khi đạt phong độ không có được tốt nữa, nhiều khi không được tốt mà các anh em đem đi chơi luôn đó, lúc đó thì cái thiệt hại là về mình. Rồi thì cái đó là nói sơ về cái loại thuốc mình nuôi, thì quan trọng là cái tay nuôi mình cũng là rất là quan trọng, mình biết nuôi nữa đó. Còn không biết nuôi á, thì mình cứ theo cái thực đơn, cái lịch trình, cái gọi cả cái liệu trình của nhà sản xuất, người ta đưa ra những cái loại thuốc này mình bán là nguyên một liệu trình luôn nha anh em. Khi mua thuốc á, thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái liệu trình từ này tới này luôn, từ mới ngày đầu vô vội mình cần gì cần gì, một tuần sau, 10 ngày sau, nửa tháng sau và những ngày cuối mình cần cái gì đó, mình sẽ tư vấn cho anh em luôn. Còn anh em nào mà biết rồi những cái loại thuốc bên mình á, thì cứ việc alo mình thì đặt hàng thôi. Giá cả thuốc nó sẽ lên xuống theo ngày tháng chứ nó không có giá cố định, cũng tùy theo loại. Rồi hôm nay mình giới thiệu đến với anh em nè, cái đó thì nói chuyện sơ sơ nè. Thuốc cái chai này á, nó là rất đơn giản. Cái này chưa kêu bằng relot nha anh em, kêu bằng chai chất điện giải. Cái này em cứ kêu bằng relot hoặc là chất điện giải là mình biết rồi. Thằng này thì của Philippines, của công ty Exilan Philippines. Công ty này thì chuyên sản xuất thuốc dành cho các loại gia cầm, trong đó có gà nha. Người ta thì khi mà đã là một công ty lớn sản xuất dành riêng cho cái gì thì người ta sẽ có một cái dây chuyền và một cái nghiên cứu trước, người ta mới sản xuất ra loại thuốc. Đó, thì thằng này thì nó là kêu bằng cái chất điện giải. Chất điện giải cung cấp nước cho gà, cung cấp nước từ bên trong nha anh em, chứ không phải như nước con gà bình thường mình cho nó uống. Cung cấp nước từ bên trong là nó thẩm thấu vào trong cái những cái cơ cơ con gà và những cái mạch máu á, nó thấm vào trong đó, nó sẽ giúp con gà mình nó không bao giờ bị mất nước nếu mà các anh em sử dụng đều đều, không bao giờ mất nước nha anh em. Hoặc là nó sẽ thay thế cái nước đêm á. Thường thường anh em nuôi gà thì biết cái vụ mà chăm nước đêm không, chăm nước đêm để con gà không bao giờ bị hóc, không bao giờ bị hóc, giống cả anh em chăm sóc nước đêm thông thường. Thì cái nước đêm á có một cái lợi và một cái hại. Cái lợi của nó là sẽ giúp con gà mình luôn luôn mát, nó không bao giờ bị thiếu nước, cái anh em bỏ vô không bao giờ nó bị mà khô hết. Nhiều khi sổ rồi các anh em không bao giờ thấy nó hóc. Nhưng mà có một cái hại á, cái hại của nó là nhiều khi nó sẽ làm con gà bị gớt bo. Đối với một số anh em mà nuôi gà bỏ trong cái thùng hoặc là trong cái tụng ngủ ban đêm á, các anh em chăm nước đêm như vậy á thì con gà nó sẽ đi phân mà nó có nhiều nước, mà khi đi phân nước thì nó sẽ gớt xuống cái chân con gà nó dậm tới dậm lui á, thì nó là sẽ bị lạnh cái chân, nó bị dễ gớt bo cái từng cuối lắm. Nhiều khi có pin rồi mà các anh em tự nhiên nuôi hoài xong nó không có lơ, cái bo nó không có lên nổi, nó bị gớt bo hoài đó. Là thằng này nó thay thế cho nó những con gà mà các anh em nuôi ở trong tụng hay là thùng. Còn các anh em nuôi chuồng thì chăm nước đêm thì ok nha, vì nó đi phân nó gớt dưới luôn đó. Rồi giờ nhiều khi các anh em đi xa, trước khi đi nhà các anh em nhỏ cái tới chỗ các anh em nhỏ một cái là không bao giờ nó bị hóc, không bao giờ gặp tình trạng nó bị hóc. Đi xa nhiều khi các anh em kinh doanh đó, anh em đi tới chỗ người ta sổ thoải mái không có gì hết, đi 1 2 tiếng là vấn đề bình thường, không bao giờ đi trưa nắng hay gì lần sau cũng vậy, nó không bao giờ bị say nắng hay là bị chối nước gì hết. Rồi ok, các anh em có xài thì ủng hộ bên mình các loại thuốc nha anh em. Này mình giới thiệu đến với anh em nào chưa biết cái loại thuốc chay relot này cực kỳ hay luôn, hiệu quả không ngoài mong đợi luôn. Những cái anh em nuôi đâu biết sao mà nó cho đừng hóc nữa. Nhiều khi nhỏ ở này không, nhiều con số anh em không biết nuôi, không không có thời gian nuôi mà gọi là phơi nắng rồi không đủ thời gian phơi nắng đó. Thì cung cấp này chất điện giải gọi là nước, cung cấp nước từ bên trong. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, có xài thì ủng hộ anh mình.
Rồi các anh em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sau đó cập nhật những cái clip mới của mình. Rồi các loại thuốc mới mình sẽ giới thiệu cho anh em trong cái clip sau nha. Rồi chào anh em.